Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, thời tiết các tỉnh miền Bắc ổn định, trời có nắng hanh. Dự báo thời tiết trong ngày và đêm chủ nhật tại Bắc Bộ thì vẫn ít có sự thay đổi. Tầng thấp khối khí lạnh tăng cường yếu và lệch đông nên không tác động nhiều. Nơi đây thì vẫn chịu sự chi phối chính của trường gió phân kỳ khô trên cao, nên ban ngày thì nắng giáo và độ ẩm trong không khí vào thời điểm trưa chiều khá thấp, ở vào mức dưới 60%. Về chiều tối khi mà nắng tắt thì nhiệt độ giảm nhanh, trời chuyển rét dần. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm tại khu vực phổ biến dao động từ 10 đến 15 độ. Riêng với vùng núi cao thì nhiệt độ giảm sâu xuống còn khoảng 6 đến 9 độ, trời rét bút. Nhận định xa hơn thì thời tiết hanh khô tại miền Bắc sẽ còn kéo dài tới ngày 12. Khoảng từ ngày 13 do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường nên trời sẽ chuyển nhiều mây hơn. Độ trong ngày thì cũng sẽ gia tăng thêm. Đến với các tỉnh khu vực Trung Bộ, sau 2 ngày tạm thời giảm mưa thì sang đến ngày hôm nay trời sẽ chuyển nhiều mây hơn và mưa rông thì có xu hướng sẽ gia tăng trở lại tại các tỉnh từ Quảng Trị trở vào cho đến Bình Thuận. Nên nhiệt trong ngày sẽ giảm bớt cao nhất trưa chiều dao động trong khoảng 25 đến 29 độ. Còn tại các tỉnh phía Bắc miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Bình, thời tiết vẫn khá là ổn định, ban ngày có nắng với nhiệt độ không thay đổi nhiều, trời rét vào lúc sáng sớm và đêm, Tình hình mưa rông đáng chú ý hiện nay là tại các tỉnh thành ở phía Nam. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa và Nam Biển Đông, nên mưa rông tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì sẽ gia tăng rõ rệt. Càng về chiều tối và đêm thì mưa sẽ tăng nhanh cả về diện và lượng, có nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Đặc biệt, vùng ven biển của khu vực Nam Bộ thì sẽ có mưa kèm theo khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Thời tiết không thuận lợi cho các động hàng hải và khai thác biển. Người dân thì cần theo dõi sát sao các bản tin dự báo thời tiết biển để chủ động phòng tránh an toàn. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận trong ngày hôm nay thì sẽ có nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất tỉnh phổ biến trong khoảng 26 đến 27 độ. Trong khi đó thì độ ẩm trưa chiều khá thấp ở vào khoảng 45%. Về chiều tối sau khi mà nắng tắt thì nhiệt độ sẽ giảm nhanh, ban đêm thì trời hầu như là không mưa và chuyển rét. Và lúc này nhiệt độ sẽ dao động xung quanh mức nhiệt là 15 độ. Do sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm vẫn còn khá cao nên người dân thì cần lựa chọn trang phục thích hợp trong cả ngày để tránh các bệnh như là viêm họng, sổ mũi hay là cảm lạnh. Đến với thành phố biển Hải Phòng, vào ngày hôm nay thời tiết vẫn khá ổn định. Và sáng sớm thì có sương mù và sương mù nhẹ ở một vài nơi, sau đó thì nắng lên và nhiệt độ tăng dần cao nhất trưa chiều sẽ duy trì ở mức nhiệt là 26 độ. Đồng không khí thời điểm này chỉ ở vào khoảng là 55%, tiết trời nắng hành lại tạo được nhiều điều kiện cho việc hong phơi nông sản của bà con. Về đêm thì nhiệt độ thấp nhất tại Hải Phòng sẽ dao động từ 15 đến 16 độ trời rét. Cũng như các tỉnh Bắc Bộ thì khu vực Bắc Trung Bộ thời tiết hôm nay vẫn chưa có nhiều biến động. Nằm trong xu thế chung đó thì tại thành phố Vinh duy trì tiết trời chủ đạo trong ngày sẽ là không mưa và có nắng với nhiệt độ cao nhất ở vào khoảng 25 đến 26 độ. Vào ban đêm nhiệt độ giảm xuống chỉ còn khoảng 16 đến 17 độ. Trạng thái tạnh giáo được duy trì cả ngày sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thông cũng như là du lịch cuối tuần của người dân và du khách. Tiếp theo là phần báo thời tiết cho thành phố Đà Nẵng. Sau 2 ngày tạm thời giảm mưa thì ngày hôm nay mưa rồng sẽ gia tăng trở lại. Càng về cuối ngày thì cường độ mưa sẽ có phần tăng thêm rõ rệt. Trong ngày thì mây thay đổi đến nhiều mây, nhiệt độ thì sẽ giảm bớt, cao nhất lúc trưa chiều, chiều tại thành phố ở vào khoảng 25 độ, và ban đêm nhiệt độ thấp nhất 21 đến 22 độ. Khi mà tham gia lưu thông ngoài trời thì người dân nên mang theo các vật dụng che mưa tiện ích. Nằm trong xu thế thời tiết tăng mưa trở lại tại các tỉnh phía Nam Tây Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột và ngày hôm nay thì cũng sẽ có mưa xuất hiện nhiều hơn. Trời chuyển nhiều mây tuy nhiên thì vẫn có những khoảng nắng gián đoạn vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại thành phố này dao động xung quanh mức nhiệt là 27 độ, còn nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở vào khoảng 20 đến 21 độ trời lạnh. Do mưa có xu hướng gia tăng trở lại nên khi lưu thông, quý vị và các bạn cần hạn chế tốc độ để phòng đường xá trơn trượt. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa và Nam Biển Đông, nên tại thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay sẽ nhiều mây và có mưa rông xuất hiện nhiều nơi. Càng về cuối ngày thì cường độ mưa sẽ càng gia tăng hơn. Trong cơn rông, người dân cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như là sấm sét, lốc xoáy và gió giật mạnh nên nhiệt trung ngày thì sẽ giảm bớt cao nhất vào buổi trưa chỉ khoảng 30 đến 31 độ, ban đêm nhiệt độ dao động xung quanh mức nhiệt là 24 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của VTC14. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.